một
vị ấy là ngôi vị Thiên Chúa mà mẹ Maria sinh ra Chúa Giêsu, sinh ra đứa trẻ có thể đại là ngôi vị Thiên Chúa, cho nên mẹ Maria được gọi là mẹ Thiên Chúa. Với định tính Maria là mẹ Thiên Chúa cùng với hình ảnh mà anh chị em chúng ta nhìn trên hang đá thấy Chúa Giêsu ở đó bên cạnh mẹ Maria và thánh Giuse thì chúng ta thấy điều gì? Một điều rất quen thuộc đối với anh chị em đặc biệt chúng ta đó là Thiên Chúa đến với con người ngang qua mẹ Maria. Thì ngày hôm nay mỗi người chúng ta muốn về trời, muốn đến với Thiên Chúa thì cũng cần đi cái con đường này, đó là con đường mà chúng ta. Đó chính là lý do mà Linh đạo đặc điểm của chúng ta có một từ rất quen thuộc, chúng ta gọi là gì ạ? Tiếng Latin đấy, Pemariam ad Jesus. Nước ở trong cái
qua đó là mẹ thương chúng ta. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Thiên Chúa gặp cổ hoa của gia đình đại diện hạt Tân Sơn Nhì này. Hai mục đích khi nhận cổ hoa đó là gì? Đó là nhờ lấy cổ hoa cầu bầu Chúa cho mình, và điểm thứ hai là noi gương bắt chước cái cổ hoa mà sống. Chúng ta nhận mẹ Maria thì chắc chắn chúng ta trao phó cuộc đời của chúng ta rồi, nhờ mẹ chuyển cầu, nhờ mẹ dẫn dắt vào điều thiện đó. Nhưng mà còn điều thứ hai là mình noi gương bắt chước mẹ. Vậy mình noi gương điểm gì? Mẹ Maria nổi vượt hai tiếng xin vâng. Hai tiếng xin vâng ấy, chương trình của Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ. Và mỗi người chúng ta đều có chương trình Thiên Chúa muốn đặt đẻ. Vậy chúng ta cũng biết hứa tiếng xin vâng với Chúa để chương trình Thiên Chúa tự hoàn tất nơi mỗi người chúng ta. Nhưng thưa quý vợ anh chị em, khi anh chị em đặt hiến, mình thưa xin vâng có dễ không ạ? Có chứ. Nhưng mà thưa mà anh có dễ không ạ? Không dễ đâu. Lúc thành công thì dễ đấy, nhưng mà khi lúc thất bại thì không dễ đâu. Khi mà thuận theo ý mình thì dễ đấy, nhưng mà khi trái ý mình thì không dễ như nào đâu. Sao ý Chúa chẳng theo ý con vậy? Vậy thì khi ấy chúng ta làm sao để chúng ta có thể vâng lời được cái mẹ Maria được? Thì chúng ta phải trở về bài kinh thánh hôm nay để tìm ra câu trả lời. Câu trả lời ấy là: còn Maria thì ghi nhớ tất cả và suy đi nghĩ lại cho nó. Ước mong mỗi người chúng ta cũng cần suy đi nghĩ lại lời Chúa, để lời Chúa thấm vào cuộc đời chúng ta, để cuộc đời, để lời Chúa dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta mới có thể khiến cuộc đời của chúng ta thành an nhiên xin vâng. Bởi vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đường.